Chị lấy chồng là hai vợ chồng chị nói sơ thôi, hai vợ chồng chị cùng nhà nước, anh làm bên dược dược sĩ đầm đá cùng cơ quan, hồi xưa làm ở bộ đội em, sau rồi hai người đến với nhau thì bắt đầu là năm 23 tuổi là bắt đầu chị đi phục viên, là chị lập gia đình. À, chị trong thời gian chưa có gia đình là làm y tá, rồi anh làm bên dược sĩ, hai người cùng cơ quan. Sau đó Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay các bạn có thể thấy hôm nay á, là Uyên Quỳnh ngồi ngay cả vườn hoa rất là đẹp luôn ha, xung quanh toàn là hoa không. Vào mùa này á, thì là hoa bách hợp bắt đầu nở, và mỗi năm á, thì hoa bách hợp chỉ nở có một mùa thôi. Uyên Quỳnh á, thì đặc biệt rất là thích loại hoa này. Và để quay trở lại với chương trình Cách Nói Yêu Thương hôm nay, và Quỳnh cũng xin nhắc nhở với các em chị rằng nếu muốn tham gia chương trình thì mỗi người cần làm một video giới thiệu về bản thân của mình. Và trong thời gian qua có quá bận rộn, Quỳnh chưa kịp trả lời cho quý vị khán giả, thì cứ việc vui lòng chờ hoặc là nhắn tin lại cho Quỳnh thì Quỳnh sẽ trả lời tin nhắn các bạn. Nào, mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn hôm nay đi tìm một nửa của mình. Và vườn hoa này thì Quỳnh rất là mê luôn á, rất là mê lắm. Đây nè, hôm nay hoa đỏ nở quá chừng luôn. Hoa vàng á thì yếu hơn hoa đỏ, hoa đỏ thì nó nở rất là rực rỡ, hoa hồng đậm á các bạn. Chào chị nha. Chị chào Uyên Quỳnh. Dạ, em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Rồi, Chị lui ra đừng đưa mặt sát vô mất tiêu mặt của chị rồi đó. rồi. Chị có thể cho em biết chị tên gì và chị chào khán giả không? Rồi, chị trước mắt là chị chào Quý Quỳnh. Chà, chúc gia đình em luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Sau đó chị chào anh chị em cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước một lời chào thân thương nhất. Chị giới thiệu, chị tên là Minh Thu, sinh năm 1967, là 55 tuổi, hiện chị đang sống ở thành phố Pleiku, Gia Lai. Chị đang làm công việc gì? Chị là hồi xưa là chị làm y tá ở quân đội 5 năm, sau đó chị đi học viên, chị về chị làm nghề may. Sau đó là chị đi vượt biên hả? Chị đi phục viên, tức Phục là chị viên. phục viên em. Tức là hồi chưa lấy chồng là chị làm y tá ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Pleiku mình là 5 năm. Sau đó là chị nghỉ đi phục viên, xin đi phục viên. Rồi chị về chị làm nghề may, làm nghề thợ may. Hiện tại là chị có mở tiệm không hay là chị may tại nhà? Có. Sau đó là chị mở may là từ năm chị bắt đầu chị đi phục viên về là 52, 22 tuổi là chị mở tiệm may tiếp cho tới 25 năm trong nghề. Tiệm may cũng thành đạt lắm, chị dạy học trò một năm mười mấy đứa thợ Đó vậy đó. năm mười mấy đứa học trò chị đâu. Tiệm may chị cũng có tiếng của thành phố Pleiku mà. Giỏi ha. Nhưng mà chị may đồ đầm hay là chị có may áo dài đồ luôn không? Có, chị may là chuyên về là vét tông cho công sở nhà nước và áo dài cổ truyền của Việt Nam mình đó. Đồ đầm rồi đồ kiểu, nói chung là đồ chuyên về phụ nữ, chuyên làm đẹp phụ nữ. Chị nhưng mà chị có phải thuê mặt bằng không hay là chị nhà chị ở mặt tiền luôn? Nhà của chị mới bắt đầu chị ra may á, thì chị đi nghỉ phục viên về chị ra may là chị đi thuê thuê xong rồi một thời gian là chị có tiền chị mua mặt tiền, chị mở tiệm may. Có tiệm may mà có tiền mua mặt tiền luôn, may là may giỏi lắm đó. Đúng Chị rồi à, chiều cao của chị là bao nhiêu? chị cao 1m56, nặng 57 cân.
Chị có thể đứng lên quay một vòng cho em coi cái dáng của chị nha. Bà chủ tiệm may chắc là mặc rồi cũng khá xinh đẹp. Đang mặc quần đùi được không em? Mặc quần đùi hả? Không sao, Chị cũng đang không nhắc sao cái đâu. một vị nghỉ buổi khuya rồi đó. À, ok. Rồi. Không sao Tối chị mặc mày bên Việt Nam mình trời nó mới chiều nó mưa mưa. Chị nghĩ mình có ưu điểm gì? Chị trong lòng chị thì yêu nghệ thuật lắm, yêu nghệ thuật thì mới đi học nghề may để làm nghề may, yêu nghệ thuật. Ưu Xưa điểm của chị á. ưu điểm của chị là yêu nghệ thuật, cái gì đẹp là chị thích. Ví dụ như chị, ví dụ nha, như Uyên Quỳnh, chị coi trên kênh của Uyên Quỳnh một năm rồi, từ một dịp đến giờ rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, rồi rất là có nhiều nghệ thuật. Trong lòng chị rất là đồng cảm những cái nghệ thuật của em. Cảm ơn chị. Rồi chị nghĩ khuyết điểm của chị là gì? Điểm của chị hả? Chị hơi chậm chạp một chút, làm ngày mai nó cứ nhẹ nhàng. Hồi xưa thì làm y tá nó cũng nhẹ nhàng, rồi sau rồi qua làm ngày mai cũng nhẹ nhàng chậm chạp, không được. Nhẹ nhàng chậm chạp phải có, làm ngày mai phải có kiên nhẫn phải không? Đúng rồi, em nói đúng. Chị rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Chị lấy chồng là hai vợ chồng chị, chị nói sơ thôi, hai vợ chồng chị cùng nhà nước, anh làm bên dược dược sĩ làm y tá cùng cơ quan, hồi xưa làm ở bộ đội em. Sau rồi hai người đến với nhau thì bắt đầu là năm 23 tuổi là bắt đầu chị đi phục viên, là chị lập gia đình. Chị trong thời gian chưa có gia đình là làm y tá, rồi anh làm bên dược sĩ, hai người cùng cơ quan. Sau đó là chị đi phục viên, chị về chị làm anh cho tới khi anh ly hôn. Nghỉ may chị không may nữa, tự chị nghỉ chị không may nữa, chị cho học trò cho thợ nghỉ rồi chị không may nữa, chị sang nghề khác mua bán tự do. Em gái Mua bán mua tự bán do. tự do. Nhưng mà hiện tại giờ chị mua bán tự do thì chị mua bán mặt hàng gì? Chị mua bán rau trong chợ thôi, trong chợ mình á, bán hàng rau củ quả là vậy. Chị mới đi bán trong mùa dịch vừa rồi thôi, thời gian mà ly hôn anh là 2016, 6 năm rồi. Chị ở nhà rồi mấy cái công việc nội trợ rồi ba cái, nói chung là mua bán tự do rất là nhỏ bình thường thôi. Sau này giờ chính thức thì đang bán hàng rau ở sạp ở chợ đó, củ quả các loại, cái hàng rau. Rồi chị có được mấy người con? Chị có hai thằng cu em, thằng lớn thì hai thằng đều trưởng thành hết, mà thằng lớn có gia đình, nhưng mà cu nhỏ thì lại có gia đình rồi. Thành ra cuộc sống chị rất là độc thân, rất là buồn. Muốn đến kênh yêu Uyên Quỳnh xem rất là thích, rồi muốn tìm cho mình một mảnh ghép còn lại. Rồi chị đi bán vậy rồi con chị có phụ chị không hay chị bán một mình thôi? Chị bán một mình em mà, trong chợ bán rau ở nhà em mà. Con chị thằng nhỏ nó lấy vợ nó ở riêng, nó có cơ sở của nó hết rồi. Còn thằng lớn thì nó đi làm, nó cũng có những thời gian rảnh thì nó về nhà với chị, còn không thì nó đi làm tuần 10 bữa mới về, đi làm xa. Chỉ có một mình thôi, anh thì lấy vợ rồi, anh lấy vợ 3 năm rồi. Là chị vẫn ở một mình. Con Chị chị ở một mình. Chị rồi những lúc rảnh rỗi là chị thích làm công việc gì? Chị thì những lúc rảnh rỗi thì chị thích nấu ăn, rất chị là thích nấu ăn. Những cái gì mà học hỏi được hay là đi ăn ở đâu về, ở bạn bè quán về thấy cái gì lạ, chị cũng hay học hỏi.
gọi trên mạng rồi để mình nấu ăn cho người thân mình, cho gia đình mình. Đó là của chị. Bây giờ nếu mà chị muốn tìm một người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Muốn tìm một người bạn chị là chị thích anh đó là lớn tuổi hơn chị, lớn hơn nhiều. Chị cảm thấy là chị sống với anh lớn tuổi là nó có cái đồng cảm, chia sẻ và nó rất là chững chạc. Chồng chị là hơn chị có 2 tuổi, thành ra cái đồng cảm của chị nó không được tiếng nói chung dẫn tới liên Chị chỉ muốn lớn hơn nhiều, là lớn hơn khoảng bao nhiêu tuổi đối với chị mới là nhiều ha? chị thích lớn là phải hơn chị từ 10 tuổi đến 15 tuổi là chị rất thích. Sống với những anh lớn tuổi người ta đã về hưu rồi, làm để anh chững chạc, rồi anh có thể là hiểu biết và chia sẻ với mình thì mình cảm thấy vui hơn. Khi chị sống là lớn tuổi chị là vậy. Rồi chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem video của em? Xem video của em là từ cái mùa dịch năm ngoái á Quỳnh à, nhưng mà chị không liên lạc được, chị cũng không biết đường. Sau mới vừa rồi em có video em quảng cáo trên màn hình, nó có mã vùng của Zalo rồi, nó có mã vùng đó, đây là chị liên lạc, chị gõ bên cái em cuộc sống Mỹ Rồi chị chỉ muốn đi thêm bước nữa như thế này nè, con của chị có ủng hộ chị không? à Quỳnh ơi. Không sao, nếu mà chị trong trường hợp mà chị tìm hiểu được anh nào mà thương chị thật sự chân tình, con chị ok luôn, không bao giờ mà có một điều gì mà con ủng hộ nữa. Tại vì sống một mình cũng rất là buồn, ba lấy vợ rồi còn một mẹ à, nhiều khi mẹ cứ lủi thủi ở nhà sao không có bạn đến chơi, nhiều khi chị cũng buồn. Coi cái kênh mạng của em nhiều rồi, tivi rồi ít ra đường, tối về là chị cũng bán, cả ngày về thì tối xem trên kênh em rồi xem tivi rồi vậy. Con chị nó cũng chia sẻ, nó cũng hiểu, muốn cho chị có một nơi nào đó người trong cuộc đời chị là chị cảm thấy hạnh phúc, con chị cũng hạnh phúc, không bao giờ có. Nếu bây giờ yêu lại lần nữa, chị có muốn người yêu của chị có tính lãng mạn không? Nếu mà nói chung cái duyên tùy duyên em ơi, nếu mà anh đấy mà lãng mạn thì cũng càng vui em. Không sao, chị cũng rất là hòa đồng, cũng tâm lý. Chị rồi thí dụ anh đó hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Nếu như mà chị gặp anh uống rượu thì cái đó là của đàn ông, có thể là ví dụ cho đặt ví dụ nha, uống rượu mà gặp trường hợp mà phải nằm trong trường hợp bê tha thì chị sẽ có cách Giỏi vậy, có cách hả? sẽ có cách nói chứ, mình sẽ có nhiều cách để mình thuyết phục anh, nói anh có thể là cũng vẫn cho uống ấy, em à, nhưng mà uống ít lại để cho bảo đảm sức khỏe, và hút thuốc thì cũng để bảo đảm sức khỏe thì ta cũng nên hút ít lại. Mình sẽ có cách chứ, sẽ có cách thuyết phục được. Đó là chỉ ví dụ nếu người gặp beta. Bây giờ chị có thể thử cho em biết là chị thuyết phục như thế nào, thử coi em nghe có hợp lý không? À, thuyết phục phải không? Ví dụ như anh đó lỡ hôm nay anh đi một cái đám tiệc không có chị, ví dụ như có chị thì nhiều khi anh cũng phải nể chị hay tôn trọng chị uống nó, hoặc là chị có thể nhắc nhở nhẹ thì anh có thể cầm chừng uống lại. Như cái người mà đã bê tha hay là người đã nghiện uống không nhớ đến gia đình, quên cả gia đình luôn, thì khi về nhà thì chị sẽ có cách là lúc nào mà anh hết say ngày mai lúc mà không vắng người
có hai người sẽ chia sẻ và chị sẽ giải thích cho anh là uống rượu nó sẽ tác hại rất là nhiều. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là nó sẽ bị ảnh hưởng đến gia đình, cuộc sống cho gia đình vợ con. Thành ra anh không bê tha quá thì xã hội nhìn vào nó không được tốt cho gia đình. Rồi nếu như một lần, lần hai mà lại có những biểu hiện thể hiện như vậy thì chị cũng sẽ tiếp tục bằng mọi cách là làm sao cho anh uống, nhưng mà cũng có uống nhưng mà không nên quá, thì nó sẽ coi như là mọi mặt mình sẽ bị tổn hại rất là nhiều, trở về mọi mặt con người, về gia đình. Chắc nếu như mà anh nói mà thương mình thật sự thì mình nói anh chắc nghe thôi em à. Nếu như có thương Thương ấy à, mình mưa sợ dầm là thấm anh đất không đó thương thì mình thuyết phục anh không được thôi, chứ một khi anh đã thương thì tất cả cái gì cũng sẽ vượt qua hết. Giống như chị mà thương anh đấy thì chị có thể hy sinh tất cả những gì của chị để làm được việc cho anh. Chị rồi à, chị được mấy anh chị em? Năm chị em gái, em có con trai. Wow, năm chị em Ba mẹ chị có năm chị em gái. gái. Vui ha. Con trai năm chị em gái không à? Rồi gia đình Có chị có gia ai ở nước ngoài không? à, không có ai nước ngoài em. Có em rể, tức là em rể trước là mất, và em rể thứ hai đây là cũng ở tiểu bang Cali luôn, cũng mới về. Nhưng mà em gái chị thì chưa đi Bạn phải không? em gái chị có một đứa con Em gái chị đi chưa? chưa, anh về thăm thôi chưa, chưa đi, cũng mới về. Chị ra bây giờ nếu mà chị muốn tìm một người bạn cho chị như thế, chị muốn người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được, hay chị muốn giới hạn ở đâu đó thôi? Bây giờ chị sống có một mình à, nếu mà anh đó thương chị thật sự thì lòng thì bất cứ ở đâu chị đi cũng được hết, mà bất cứ ở đâu chị sống cũng được hết, chị không ngại, bởi vì hai cô như chị đã trưởng thành rồi, chị không còn phải bất cứ một điều gì hết. Nếu như yêu lại lần nữa, chị có muốn người yêu có tính lãng mạn không chị? Anh đó mà lãng mạn thì chị thấy vui chứ sao, anh nghe lan anh lãng mạn thì cũng vui, anh nói lãng mạn nhưng mà ví dụ anh có thể là cách ngoại giao lãng mạn bề ngoài, nhưng trong lòng anh thì về nhà vợ con vẫn là chu đáo. Ok, Ông xã trước đây của chị có tính lãng mạn không? ông xã chị xưa sống với chị thì đi làm cơ quan nhà nước thì tác phong cũng gọn gàng lắm, nhưng mà chỉ cuộc sống trong gia đình không có tiếng nói chung thôi em. Nhưng mà anh cũng nói chung ra xã hội thì tiếp xúc bên ngoài thì anh rất là nhiều, thì anh cũng chắc cũng ga lăng lãng mạn có. Điều đó là có. Hai người quen nhau cưới hay người ta làm mai chị? Hai vợ chồng chị cùng cơ quan em, anh làm dược sĩ chị làm y tá cùng cơ quan, sau rồi quen nhau xong rồi dẫn tới ly hôn nhân thì chị xin nghỉ nhà nước là đi phục viên, chị ra ngoài. Chị đi trong thời gian chị làm nhà nước làm y tá là chị đã đi học may rồi, tranh thủ chị học may, sau rồi ra chị thấy may thành đạt quá chị xin nghỉ đi phục viên, chị không làm y tá. Rồi anh cũng xin chuyển ngành luôn, anh về anh cũng làm nhà nước luôn, làm bên công ty xin không làm ở bộ đội nữa. Chị mà hiện tại giờ cha mẹ của chị còn không? Ba chị mất 3 năm rồi em, còn mẹ thôi, mẹ thì cũng khỏe, lớn tuổi nhưng cũng khỏe mà. Mẹ chị ở gần chị không? Với Mẹ chị chị nhà chị ở thành phố, nhà chị ở thành phố, bây giờ là hai đứa nhỏ thì nói chung cũng mỗi người mỗi chìa khóa. Đi đi về về, còn anh thì lấy vợ ở nhà vợ,
Chị thì ở xuống đây, bà có mình chị là không có gia đình á, chồng con cũng ở với bà, đi chợ cách thành phố nhà mình xuống huyện là 60 cây. Chị nếu bây giờ mà yêu lại lần nữa, chị muốn người yêu của chị lanh lẹo hoạt bát hay là trầm tính ít nói? Cái duyên mà gặp được anh nào mà lanh lợi thì vợ con sẽ nhờ chứ em, mà anh sống mà trầm tính, mà trầm tính rồi ít nói thì cũng vui không sao hết đi, ít nói thì mình lại cũng sống hòa đồng với anh, ít nói còn người nào vui lanh lợi thì chị cũng vui lắm, xem cũng dễ sống mà, tại vì mình cũng lớn rồi, mình cũng đã bị vấp ngã rồi, thì khi cuộc sống thứ hai của mình là mình tự nhìn cho nhau là mình tự sống hòa đồng. Chị nói ví dụ, chị nói ví dụ cho mình, anh đâu muốn hơn chị, chẳng hạn như muốn một việc gì đó anh phải nói chị hơn chị là chị thua cũng được, thì bây giờ chồng hơn vợ cũng được, mà ví dụ cái câu chuyện đó mà chị muốn hơn anh thì chị sẽ nhường lại để cho anh hơn chị, để cho nó có hòa đồng hay mà, vì chị sống với chồng chị trang lứa gần gần với chị, thành ra chị cảm thấy nó không có một cái tiếng nói chung á Quỳnh, thành dẫn tới ly hôn, mà ly hôn cũng mấy lần rồi chứ không phải một lần, mới cuối cùng mới thành thành công á, lên tòa phải 3 lần rồi, xong về lại hàng đang sống rồi lại lần thứ ba là ly hôn dứt điểm. Cũng buồn ấy mà, cái số phận mình cũng không được may mắn như những cô gái khác. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương ha. Chị có lời nào chào khán giả không? Chị trước mắt là chị chào Nguyên Quỳnh, chúc gia đình Nguyên Quỳnh luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống thật là nhiều. Sau là chào cô chú bác anh chị em cộng đồng mạng trong và ngoài nước một lời chào sức khỏe và một lời chào thân thương nhất. Bye chị, good night chị nha. Rồi, cảm ơn Minh Quỳnh nha.